Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với cửa hàng nông cơ Phúc Luân anh em nhé. Thì buổi tối ngày hôm nay em lên cho anh em là cái lô y anh em ha. Lô y ngày hôm nay thì buổi trời chiều nay em vừa xách điện thoại ra soạn ra được ít hàng quay video cho anh em thì trời nó mưa. Đó. Hôm nay thứ năm đúng không ta? Đúng không? Hôm nay là thứ năm anh em. Ngày 1 hoặc tháng 6 hả? Rồi hôm nay ngày 1 tháng 6 anh em thứ năm nha. Lên cho anh em cái lô y mà soạn ra trời nó quá mưa luôn. Đó, thôi em vô đây. Em quay một ít máy ở trong đây thì anh em xem, anh em theo dõi và ủng hộ cửa hàng của em anh em ha. Thì hôm nay em có dọn xong một cái con máy Mitsubishi TL33 mà hôm bữa giờ hàng nó không có. Thì hàng nó cũng rất là ít, nhưng mà kiếm những cái con máy đẹp, những con máy cực kỳ VIP á thì nó khó kiếm được anh em. Cho nên á thì hôm nay em cũng có một con, mà con này thì gọi là nó cũng cực kỳ VIP rồi anh em nhé. Nó là Mitsubishi TL33 33cc. Máy này là zin nguyên con của Nhật, zin nguyên bản luôn nha anh em. Bây giờ em giật nổ, test nổ cho anh em coi. Ga sang ti nha anh em. Đó, tiếng máy ra sân ti nha. Em sẽ chỉnh nhỏ lại. Anh em nghe không? Tầm tiếng nha anh em. Đây là cái con máy tâm huyết của em luôn. Thùng xăng lớn là thùng xăng zin luôn nha anh em. Rồi lên ga. Đã không anh em? Quá đã luôn nha. Rồi tắt ha. Thì sẽ giật lại. Thì giật lại thêm một cái nữa ha. Trời nó đã đỡ mưa rồi, em sẽ qua bên kia em quay máy. Nhẹ nhàng nha anh em. Con này dây giật của nó nè. Khi mà dây giật nó về là sợi dây giật này không cần phải rửa qua nữa. Không cần phải rửa qua nữa mà nó đã trắng như vậy rồi, nó đã trắng tinh như vậy rồi. Lốc của nó thì anh em có thể thấy nó còn rất là mới nha. Trong phần trong nó có đóng bên da băng kìa anh em thấy không? Đó. Núm bơm đồ các thứ là zin hết. Đó. Con này đặc biệt nè, cái tâm cần của nó nè, em thấy không? Đã chưa? Một cái tâm cần hệ của thằng 33 luôn nha anh em. Đó. Đây. Thùng xăng lớn. Zin. Thùng này là zin 100% mà còn cực kỳ đẹp. Cái model của cái mã số model tên là 33 nữa, mã số series 405307 ha anh em. Đó, 405307. Con này là theo năm tháng nhưng mà nó còn gọi là hàng đỉnh nha anh em, rất là mới nha. Bô này còn sáng quắc luôn, bình xăng lớn là còn tem luôn nha anh em. Đó, tay lái rồi là zin hết, zin theo máy hết, càng cỏ là zin luôn, con dao này và đầu bò là zin theo máy hết luôn, lăn cực kỳ êm và nhẹ nhàng nha anh em. Đó, giá của con này là 4.500.000 đồng nha anh em, 4.500.000 đồng con TL này ha, siêu xuất sắc nha anh em. Còn nòng và bê tông các thứ em đều bao cho anh em hết, zin 100%, cái bình xăng lớn zin mà còn đẹp như thế này là anh em biết rồi ha. Đó, con này quá VIP nha anh em. Bên cửa hàng em ha, anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Rồi hôm nay em sẽ đi vào những cái lô y thì anh em xem được cái món nào thì anh em mua ủng hộ ha. Rồi lô y của em sẽ bắt đầu từ y1 anh em ha.
Đây, vào những cái đầu máy này bán cho nó hết nè. I1 của em là một cái cục máy Kawasaki nè. Hơi chắc nịch luôn nha này. Kawasaki TF nha, 24 nè. Con này tung rồi ha. Còn rất là mới nha, chưa rửa thôi. Đầu này 400 bao ship ha. I1 bẻ cái boe nha này. Này em kiếm cái boe em lắp cho. I1 ha. 400 bao ship. Hơi chắc. Tiếp theo qua cục I2 hả? Cục I2 là một đầu Kawasaki TG18 nha này. Hàng này là hàng bãi, chưa rửa, chưa gì cả. Máy lăn êm. Hơi tốt mà. Đó. Đầu này em bán 400 bao ship luôn. I2. I2 nha này, 400 bao ship. Tiếp theo qua I3. I3 này, con cục TD33. TD33 này thì nó bị cứng máy anh em nhé, cứng máy. Nó còn cái mâm đế này, nó còn lửa nha. Còn cái cục lửa trong đây nè, không có vô lăng. À, cục I3 này thì anh em lấy bô để áo bô nè, nòng thì chắc không biết hên xui, bình xăng con còn ha, bình xăng con còn đó, cái mặt này thôi. I3 này em bán 170.000 cái cục này ha, 170.000 cục này, cục I3. Cục I4 nè, cục I4 là một cục Kawasaki ha. Kawasaki này TG25, con này hơi còn nha nè, giật được nè. Body NGK khách người ta lên sẵn cái chế hai kim luôn, con này giật giật cũng còn có hơi á đó. Rồi I4 nha nè, 400k nha nè, I4 luôn TG25 ha, cục này 400k cộng ship. I4 nè. Tiếp theo cục I5. I5 này, I5 này hôm bữa có một anh khách chốt nhưng mà đổi ý không lấy nữa nè, rồi em cũng không bán nữa. Đó. Giờ em lên lại cục I5 này, cục Kawasaki hơi tốt nha. Cục này Kawasaki TG20, bố còn dày đẹp ngon lành nha, dày đẹp ngon lành. Đó. Cục I5 này nó có đề ha, có luôn cái tụ đề ở đây nè ha. Cục I5 này em bán 500.000 thôi, hôm nay em bán 500.000 cục I5 ha. Anh em nào lấy thì liên hệ I5 500 bao ship luôn cho anh em ha. Rồi giờ qua cục I6. Cục I6 hơi cực kỳ tốt nha anh em. I6 này Kawasaki TD24 nha, TD24 còn tum luôn nè, công tắc đủ nè, IC nè, IC tiếp lửa đầy đủ. Cục này 90.000 nha anh em, mua ở ngoài. Rồi ok, TD24 ha. Cục này bán 400 480 nha anh em. Rồi ok. Cục này cục I6 ha, 480.000. Cục này về anh em đấu lên bình xịt đó, chạy rất là tốt, rất là ngon. Cái này buri nè, buri nó còn buri Nhật bãi luôn anh em thấy không? Buri này buri 6A nè, buri Nhật bãi hết. Cục này là máy Nhật nha anh em, không phải Sài Gòn nha. Rồi ok. Cục này I6. Qua cục I7 nè. Cục I7 ha. I7 là cục Kawasaki TG20. À, mà cái cục này nó còn nè, nó còn lửa nha anh em. Còn lửa nè, buji còn nè. Thì sân con còn nè. Chụp vật còn luôn này, chụp vật còn luôn ha. Đó. Công tắc nè. Ha. Ok. Cục này em bán cục này bị cứng máy nha anh em, không biết lý do gì thì em không biết. Cục này cục Y7 ha. Đó, bán về anh em lấy phụ tùng ha. Y7 này bán cho anh em 150k ha, 150k. Cục này Y7. Tiếp theo qua Y8. Y8 nè, có một cục single nè. Cục này thì giật được nha anh em, về lấy phụ tùng nhé, single ha. Nòng này 34 ly ha, con này thì mất lửa nha anh em. Bộ bố còn ngon, bố bãi còn ngon, còn công tắc bãi nè, 40.000, này là 100.000 rồi nha anh em. Cục này Y8 ha, cục này Y8 bán cho anh em 180.000 ha, 180.000 đó. Anh em nào có xài cái này về lấy phụ tùng ha, hoặc là về thêm đồ vô mà chạy thôi. Y8 nha anh em, 180.000. Tiếp theo qua Y9 nha.
i9 có một cái đầu máy này. Đầu máy này Ryobi hả anh em? Ryobi này Ryobi 2670. Con này hàng bãi về nè, hôm bữa giật nó bị nó được nha anh em, nhưng mà giờ nó bị cứng máy này. Không biết là bị cứng máy gì, bố nó còn ngon lắm, bố còn ngon lắm. Cục này cục i9. i9 ha. Cục này em bán 600 ngàn về cho anh em làm lại ha. Này, dây giật của nó còn đẹp lắm nè, mà không biết lý do gì sao bán này bán lỗ luôn anh đi. i9 nha, đi nòng 34 ly nhá, 26 cc. i9 này em bán 600 ha. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ kèm theo khung ba lô luôn ha. Tiếp theo qua i10. i10 là cái dàn xịt thuốc nha anh em, dàn xịt thuốc 34 ly. Cái này cái quả bơm còn luôn ha, quả bơm còn luôn, 34 ly, còn đế còn đồ luôn, về cho anh em lấy đồ ha. Ok, cục i10 này nguyên cái vàng nguyên cái bộ vậy luôn anh em, quay cho anh em thấy rõ này. Đó, nguyên vàng nguyên bộ luôn ha. Đó, nguyên vậy luôn rồi bán cho anh em nguyên vậy luôn 600 ngàn nha anh em nha, i10 600 ngàn ha. Rồi qua i11. I11 đầu máy cưa máy cắt cỏ nhé. Isaki nè, CD22. Con này rửa ra mới lắm nha, đi đủ đồ hết nè. Bố nè, bố bãi anh em thấy không? Ngon, bộ bố này anh em mua 90 ngàn, 100 ngàn anh em vẫn mua được, bởi vì xài 4 5 tháng chưa hư nè. Đó. Con này 400 nha anh em. I11 ha, 400. Thiếu nắp xăng nhé, em sẽ vô nắp xăng đầy đủ cho anh em. Rồi, ok, cục này 400 thôi. Tiếp theo qua I12. I12 hả? I12 nè, có một cái đầu Maru. Maru này á là trợ lực nha anh em, 26634 ly. Thiếu bình xăng con nhé, anh em mua bình xăng con mới trăm mấy bỏ vô. Bộ bố này em sẽ thay bộ bố khác. Rồi, hơi lửa, bao hơi lửa ok. Maru 26 trợ lực ha. Rồi cục I12 này thiếu bình xăng con thôi ha, bố vô đầy đủ. Cục Maru 26 này bán cho anh em là 950 nhá, I12 950. Tiếp theo qua I13. I13 là một cái cục Tanaka. Tanaka nha anh em. Cục này hơi giật. Hơi giật tốt nha anh em. I13 nè, bố còn ngon nha anh em, bố ngon nha. Lửa chắc cô ok, tép lửa rời ngoài nè ha. I13 này bán cho anh em là 250 ha, 250k. Tiếp theo qua I14. I14 là một con Echo Kiudic. Con này bố còn đẹp, máy lăn luôn, không cứng nha. 2BSRM 2008D. Bố ốc rồi còn đẹp hết nè, anh em thấy không? Đó. Rồi bố với công tắc là cả trăm rồi ha. Cục này lăn được, nó bị thiếu dây giật thôi, bán về cho anh em coi làm ha. Nòng con này thì ok rồi anh em. Cục này I14 200k ha. Rồi tiếp theo qua I15. I15 này, một cục Kawasaki bố lớn nha. Đẹp anh em, hơi chắc nha. Bố lớn nha anh em, đó. Con này bố lớn anh em bắt bố lớn vô là ok, bình xăng con rồi còn đầy đủ, lửa còn đầy đủ ha. Thiếu nắp xăng ha. Cục này em bán 500k. 500k nhé, I15. Rồi bây giờ em sẽ đi vòng vòng ra ngoài. Tại vì ở ngoài á có sếp một mớ ở ngoài. Rồi mới tạnh mưa cái em kêu đi ra ngoài cái mưa tiếp rồi anh em. Mưa tiếp rồi. Thôi kệ luôn anh em. Giờ đây bán tiếp nha. Rồi lỡ rồi, Y10, Y16. Nè, mưa nó dột hết nè. Y16 là một cái đầu 041. 041 ha anh em. Đầu này cũng bình xăng con còn nè, nó còn vậy thôi ha. Đó, 041. Cục này Y16 ha. Con này nó bị gãy tay hay sao, không gãy tay mà nó bị chên. Đó, nó vậy là đẹp nè ha. Rồi, cục này bán 450k nha anh em. Y16 ha. 450k về anh em tự làm máy ha. Máy cứng hay sao, máy cứng 450k nha. I16 tiếp theo nè, I17 nè.
Y17 em có con Huana này, 365 nha anh em. Giật cốt nha anh em. Hơi giật cốt. Đó, Y17 ha. Đó, 365. Rồi con này cái gì cái chuông nó rớt ra ngoài. Rồi thiếu đồ tùm lum này. Con này nó thiếu phe. Thiếu phe đồ ngoài đây ha. Đó, rồi. Thiếu phe thiếu đồ thôi. Hơi tốt nha anh em. Y này y 17. Y17 này em bán cho anh em với mức giá là đầu này em bán 950 nha anh em. 950 Y17 ha. Về anh em tự coi mà tự làm. Con này coi. Boe rồi trong đây đầy đủ nè ha. 950k Y17. Được chưa anh em? Y18. Cục này cục cưa tay cục gì đây. Bán về cho anh em nghiên cứu nha anh em. Lửa bê tông rồi còn nè. À, chén đồng tiền luôn nha anh em. Đó, con này 300k Y18 ha. Rồi, tiếp theo Y19. 19 là cục CG 24. 24 nha anh em, đẹp nha. Cục này em bán 900 ha. Hơi tốt. Hơi cực kỳ tốt luôn nha anh em. 900 nha, số 19. Tiếp theo qua số 20. Số 20 là cục cắt cỏ nè. Cục cắt cỏ. Hơi tốt luôn anh em, mấy con này về anh em làm nổ tốt. Cục này em bán 400 nha. 20. Con này chắc nòng 31 32 ly nha anh em. Bố nhỏ nha, tung rồi bắt vô là được, IC ngoài. Bên sang con còn thiếu bô e nha, chụp giật đầy đủ hơi ok nha anh em. Rồi. Cục này 20. Cục này 400 400 ha. 400. Rồi, tiếp theo cục số 21. Cục số 21 là cục 5200 nha anh em. Máy còn lửa nè, lóc nè. Tay cầm bình xăng lớn nè, bình xăng con còn nè. Ốp lam còn nè. Đó, chén bên đây còn luôn nè. Ok. Cục này số 21. Cục này bán 280 ngàn nha anh em. 280 ngàn, số 21. Tiếp theo qua số 22. 22 là một đầu 60S. 60S nha anh em. Máy cứng. Cứng máy nha anh em. Mà nó đẹp tuyệt vời luôn em. Nói thật là nó rất là đẹp. Nhưng mà nó bị cứng máy thôi. Đó. Bô này. Anh em thấy không? Bô nó bị xét nè. Máy này về anh em mở ra anh em làm lại hết mới được ha. Đó. Còn đồ thì nó thiếu ốp lam. Ngoại hình thì thiếu cái chụp trên đây thôi. Còn đây. Này anh em nhìn bên trong này. Nó đẹp cực kỳ đẹp luôn nhưng mà nó cứng máy giật không được, cứng máy chụp giật này cũng còn đẹp luôn ha, tay rồi nó không gãy ha. Cục này số 22, cục này em bán 300 ha, số 22 bán 300. Tiếp theo qua số 23. Là một đầu Citin 041 nha. Con này em giật hơi hơi căng, hơi rất căng nha này. Số 23 nó có cái này nè, nứt cái tay nè đó, nứt cái tay nè, còn lại thì ngoại hình của nó cũng khá ổn đó, với lại bị bể cái thun đây, còn cái sơn này nó chóc nè, về đây sơn lại, còn lại là nó đủ đồ hết anh em, đủ đồ hết ha. Số 23 là bao hơi cho anh em nhé đó, 600k nha anh em, số 23 600k. Giờ mình qua tiếp theo số 24. Đó. Số 24 là một con máy cưa màu vàng. Đây, số 24 này. Đó, con này cũng full line nha. 220 BR 38cc. Con này bao hơi bao lửa nha. Con này hơi lửa tốt. Đẹp nha anh em. Đầu này 1 triệu nha. Rồi số 24. Rất là đẹp anh em. Đó, rồi, qua tiếp theo con số 25. 25 một đầu đầu Kawasaki, con này màu xanh nước biển, màu xanh độc lạ rất là đẹp. Kawasaki TG18 ha, màu xanh. Đó, con này nó tải theo một cái cánh quạt bơm nước luôn ha.
nhưng mà bơm nước bình xăng vú bơm to đó, boe TG lớn ha, hơi ok đó. Con số 25 này bán 350k rồi, có bát dây công tắc luôn ha, bát dây công tắc luôn 350k. Con số 25, tiếp theo mình qua con số 26. 26 này, một đầu cơ 5.200, con này hơi ok nha anh em, hơi ok. Bình xăng con, lửa đồ còn hết nè, tay cầm đồ còn màu đỏ. Phía bên này thì nhông bơm nhớt còn. Còn bên trong bít tông thì con này bít tông nè anh em. Đó, bít tông anh em thấy không? Nồng với bít tông mình thấy rất là đẹp nè. Đó. Nồng bít tông cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, đẹp chưa? Ha. 400k nha anh em, con mã số 26. 400k ha. Đó. Rồi. Nồng của nó 45 ly nha anh em. Tiếp theo qua mã số 27. Mã số 27 nè, cục Kawasaki TG28 bô lớn ha. TG28 bô lớn. Đẹp nha anh em. Con này hơi hơi bá đạo luôn. Giật. Giật mệt luôn anh em. Căng lắm nha, hơi căng nha. CG30 nha. Đó, ở đây là nó để TG28, con này bố lớn nha anh em, còn đẹp lắm nè, em nhìn thấy không, bố còn cực kỳ dày nha anh em. Con này chưa có bình xăng lớn nha, con này anh em đấu xịt thuốc cũng được đó, hoặc là có bình xăng lớn mới ha, vô là vô cần cắt cỏ đó, vô cần cắt cỏ được nha anh em. Ok, đầu này giá là 1.500.000 nha anh em, 1.500.000. Đầu số số mấy ta, số 27 hả? Số 28 anh em ơi, đầu số 28 nha. Đó. Rồi giờ tiếp theo qua số 29. 29 nè anh em, có cái này hôm nay mới về được một bộ cắt cọ đẩy nha anh em. Động cơ là 40 ly ha, 40 ly Trung Quốc xuất Nhật, nó là 430 đó này. Đó, nó có ổ cước Nhật ở đây luôn nè, đầu bò là nguyên zin hết. Đây, hai bánh xe còn ok ha, hơi giật tốt nha anh em. Đây, để em giật hơi cho anh em nghe nè. Đó, hơi tốt nè. Đó. Đó, đầu này thì cái dàn này em bán là 1.500.000 nha, còn làm nổ là 1.700.000. Rồi, dàn này số 29. Đó, vàng số 29 ha. Rồi, đây là số 29. Tiếp theo lên cái con số 30. 30 rồi cái nghỉ nha anh em. 30 nè, có một cái vàng xịt thuốc. Đó, cái này GX25 25 hả. Máy này nó bị kêu anh em, bị kêu nhưng mà không biết kêu gì hết. Có mua lại của khách, nói chung cũng rẻ thôi chứ không có mắc, cho nên là cũng bán cho anh em luôn. Đầu số 30 này em bán với giá là 600.000 ha. Cục GX25 với có bộ bơm luôn ha, có bộ bơm với lại cái thùng bơm luôn. Đó. Rồi ok. Thì hôm nay lên cho anh em như vậy thôi ha. Rồi anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 034 434 170 để mua hàng nha anh em. Bên cửa hàng em có nhiều máy, nhưng mà rất là nhiều máy luôn. Rồi thì quay sơ sơ cho anh em xem nha anh em. Hôm nay trời mưa quá, rồi mấy cưa cũng còn khá là nhiều, rất là nhiều ha, rất là nhiều luôn á. Rồi nhớt, quay cho anh em bán nhớt ha. Nhớt thì bên em nè còn cái mẫu nhớt hôm nay về, nói chung là về cái số lượng nhiều quá. À, với lại em có cái cục nè, cục Kawasaki cục TL20 nè. Rồi hôm qua có lên lô, có khách chốt nhưng mà em quên cái địa chỉ á. Khách nào có thể xem lại á, lấy lại giúp em nhé. Cho em địa chỉ là giúp em với nha. Em cảm ơn nhiều ha. Chứ không thôi em không có địa chỉ em gửi, bởi vì em tìm hoài không ra. Rồi, cái nhớt Tiger nè ha. Em bán lẻ
Em bán từ 5 chai nha anh em, giá 95k một chai. Còn khách hàng mua lẻ thì 100k một chai ha, nước Tiger. Đó, về chất lượng thì anh em tự đánh giá. Nha anh em có giao thùng luôn nha, giao sỉ một thùng, từng thùng luôn ha. Từng thùng này, một thùng của nó là như 20 chai. Đó, nhưng mà em có giao giao nhớt cái Tiger này ha. Và rồi, cái bình này là trong cái video mà hồi sáng em có quảng cáo á, thì em cũng có quảng cáo một hàng hàng loạt cái bình này nha anh em. Đây những cái bình mà bên em nhập về được cái số lượng nó rẻ cũng khá là tốt đó nè ha. Bình này đó nó là full thùng luôn nha, full thùng vỏ thùng á, nó rất là dày nha, nó dày cực kỳ dày luôn ha. Này nó có cục sạc nha, cục sạc nè, bơm nè, rút nè ha. Mùa này thì em thấy là anh em xịt cỏ rất là nhiều, nhưng mà không biết là anh em muốn mua hàng đó thì mua ở đâu. Thì anh em có yêu quý cái kênh của em á thì mua bình ủng hộ ha. Bên đây nó có cái thương hiệu là Gobi ha, Gobi, và nó có dập chữ Gia Băng Style ở trên đây. Đây là một cái chữ gọi là để nó ghi là Nhật Bản thôi, chữ Gia Băng thôi. Thì chắc là bình này nó không phải là của Nhật nha anh em. Hàng này là hàng chính hãng từ Trung Quốc nhập qua nha anh em. Nhưng mà cái chất lượng cũng khá là ổn, chứ không phải là hàng này hàng của Nhật nha anh em. Nhiều người nói bán hàng này hàng của Nhật, hàng Thái Lan, hoặc là máy cắt cỏ mà của Thái Lan mà để Mitsubishi hay đồ là nó không phải đâu anh em ơi. Anh em mua hàng anh em bỏ ông tiền ra mua á, nó xứng đáng ha. Cái này là 20 lít. Đó, bình này thì nó mới hoàn toàn, nó có dây đeo và cả bét ở trong cái bình này luôn ha. À, bơm của nó này nó chạy rất là mạnh nha anh em có nghe thể nghe được cái bơm nó chạy nè. Đó đây nó lớn nhỏ luôn anh em. Đó, bơm nó rất là mạnh nha. Bình của nó thì 8 ampere ha, 12V 8 ampere. Bình nó nhỏ, bình nó nặng cũng khoảng 3 kg á, 3,5 kg á. Đó, bình này 20 lít. Giá hiện tại em đang bán tại thị trường là 680 ngàn một bình ha, 680 ngàn một cái. Thì bên em sẽ ship từ một cái ha, một cái. Đây, có thùng của nó đàng hoàng hết nha anh em. Hôm nay về thì nói chung là cũng giao cho thợ, cũng giao cũng khá là nhiều. Thì cũng còn một ít thì quay lên, thì anh em nào lẻ cần thì cứ liên hệ với em ha. Số điện thoại của em là 034 434 170 nha anh em mua hàng liên hệ với em. Rồi anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi ủng hộ ha. Đó, và rồi máy cưa bên trong nhà em còn rất là nhiều nè. Đó, máy cưa Estin nè, đủ loại luôn anh em thấy chưa? Đó, đủ loại luôn. Đó, máy cưa Estin nè, em thấy không? Nhiều lắm. Máy nó rất là nhiều, anh em mua thì liên hệ với em. Rồi bye bye anh em, cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi ủng hộ. Anh em nhớ cho em xin một like và một lời bình luận trong những video này nhé. Bye bye anh em, cảm ơn anh em nhé.